Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 21 tháng 3 trên kênh VTV Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, dự kiến từ ngày thứ ba của tuần tới, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, đồng thời sẽ nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Mưa và rác sẽ xuất hiện trở lại và ảnh hưởng ở nhiều khu vực về đêm và sáng sớm trời lạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, trạng thái mưa dông rải rác sẽ bắt đầu ảnh hưởng ở khu vực này từ chiều ngày mai. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 1 đến 3 độ tùy từng khu vực. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng, có gió đông nam cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, về đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Có gió đông nam cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lui xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây hửng nắng. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về hiện tượng ENSO, dự báo xu thế nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 5 năm 2022 với xác suất khoảng từ 65 đến 70%. Sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính từ nửa cuối năm 2022. Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác,
Dự báo từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6 năm 2022, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Từ giai đoạn tháng 7 tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhận định số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và có khoảng từ 4 đến 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong những tháng mùa mưa bão năm nay. Trong các tháng chuyển mùa từ tháng 4 đến tháng 5, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.